Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa cho biết sẽ tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế lần thứ 31 được tổ chức tại Ba Lan từ ngày mai mùng 5 tháng 9 đến ngày mùng 8 tháng 9. Đây là lần đầu tiên có một doanh nghiệp của Việt Nam tham dự và xúc tiến kinh doanh tại triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế, khẳng định triển vọng và cơ hội phát triển kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của nước ta. Theo đó, Tập đoàn Viettel sẽ mang tới triển lãm quốc phòng quốc tế các hệ thống sản phẩm quân sự có thế hệ công nghệ tương đương với các hãng lớn trên thế giới trong nhiều lĩnh vực như thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, radar, quang điện tử, mô hình mô phỏng. Tham gia triển lãm, Viettel giới thiệu 70 sản phẩm thể hiện năng lực nghiên cứu sản xuất toàn trình nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh, quảng bá năng lực của nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam ra thế giới. Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 31 là một trong 3 triển lãm quốc phòng thường niên lớn nhất châu Âu, xếp thứ 9 trên 100 sự kiện triển lãm quân sự lớn nhất thế giới. Sự kiện này được tổ chức trong quy mô diện tích lên tới 34.000 m² với hơn 700 công ty, hơn 60 phái đoàn đến từ 36 quốc gia, hàng chục triệu sản phẩm quốc phòng, công nghệ và hơn 25.000 khách tham quan hàng năm.